難攻不落。岩山八九。岩山八九。火炎よ、燃やし尽くせ。難攻不落。岩山八九。裁きを受けよ、天道万象。くらえ。OK, hello. Đoạn này chắc phải voi lên tí vì đoạn này text thì nó hơi dài dòng á. Khi mình kiếm xong những cái mảnh gọi là đĩa dẫn năng lượng ấy thì theo mình là cái phần đĩa dẫn năng lượng cuối này là ngon nhất này, bởi vì nó có hai cái miếng màu tím này khá là ổn. Đĩa một cái màu tím đầu tiên là cái tăng giật điện, cái thứ hai là cái kiếm vũ dành cho con sinh quill. Và mấy cái cục đá bên dưới này thì có mấy cục đá rất là ngon luôn, ví dụ như kiểu là cái cục khiên bảo vệ thì cũng được, hoặc là cái cục kỹ năng nộ này rất ngon này, đó là 30% sát thương tấn công thường và trọng kích. Tiếp theo nữa là tăng vật lý cũng được, sát thương tấn công tất cả nhân vật trong đội nó 30%, và trọng kích của nhân vật đánh trúng kẻ địch HP dưới 30% thì sẽ tạo ra một cái trừng phạt ấy. Thì cái này là nếu dùng hô tao thì cũng được, nhưng mà mình dùng đai lắc mình không dùng trọng kích nhiều nên mình bỏ ra ha. Ok, cái này cũng ngon này, sau khi 10 giây sau khi nhận phản ứng bằng nguyên tố nham thì sẽ búp sát thương nguyên tố, cái này dành cho ai chơi linh quang hoặc là phản ứng từ cái trụ của zombie cũng đều rất là ngon. Đó, đó là lý do tại sao mà mình bảo là lên để kiếm tất cả cái đĩa dẫn năng lượng này rồi mình mới đi đánh mấy cái bí cảnh.
Cái đi dẫn năng lượng này ngoài giúp cho cái bí cảnh nhiệm vụ ngay sau phần sau video này thì nó còn giúp cho cái phần tiêu chiến kiếm điểm nâng cao ấy được chơi được dễ dàng hơn khi vào đeo cái đĩa dẫn năng lượng nó giúp cho team bạn cao ấy thì vào đánh cái kiêu chiến sẽ được rất là nhiều tăng rất nhiều sức mạnh ha. Ok. Thank you.